Minh. Tất cả cô bác mình, lời đầu tiên con kính chúc tất cả cô bác mình ở tất cả các tỉnh có mặt ở tại bệnh viện Trung ương Quảng Trị hôm nay, do đại diện của cô Diệu Khánh đứng ra tài trợ chương trình hôm nay. Dạ, đây có mặt đầy đủ con thông qua tất cả cô bác mình chị Vĩnh Tây. Lời đầu tiên con chúc tất cả cô bác mình thật nhiều sức khỏe, đầu tiên là có sức khỏe với lòng tất cả công việc của cô bác mình. Hôm nay là ngày hôm nay tháng 6 năm Đinh Dậu 2017. Tôi rất là cảm ơn tất cả cô bác mình ở vùng sâu vùng xa lặn lội về bệnh viện Phụng Dương để cùng nhau làm chương trình mở mắt từ thiện, đem lại ánh sáng cho bà con nghèo tất cả các vùng miền ở tất cả các tỉnh ở Việt Nam. Nên hôm nay con muốn giới thiệu với tất cả cô bác mình ở đây. Ngày hôm qua thì ủng hộ cũng rất là đông, khoảng 200 ca. Nên cô bác mình là ngày hôm qua cũng tránh tới đây để chờ đợi. Đám máy bay xuống đây là 11 giờ nên không có đứng cả lớp lễ được, chúng con cũng thay mặt lớp lễ. Nên hôm nay có cô Diệu Khánh ở đây. Cô Diệu Khánh muốn chia sẻ với bà con cô bác để có đôi lời chia sẻ để cảm tưởng ý nghĩ của cô bác mình có mong muốn điều chi để chia sẻ thì cô bác mình có ý kiến thì cô bác mình cứ trao đổi nhé để chương trình hôm nay để quay phim để cho cái video clip nó hoàn mỹ để gửi cho những nhà tài trợ ở nước ngoài người ta tài trợ tại xem. Nên cô bác mình ai có cảm tưởng ý nghĩ gì để chia sẻ ở đây để cho tất cả các anh chị ở đây để quay clip cho cái video thành công tốt đẹp để chia sẻ với mạnh thường quân ở nước ngoài. Rồi con cũng nói thêm hôm nay tất cả cô bác mình tới đây là mổ miễn phí hoàn toàn 100%. Ngoài ra cô bác mình chỉ tốn tiền xe đi lên đây thôi, ngoài ra không có tiền gì hết, miễn phí là nhà tài trợ đây đã lo hết rồi. Nên cô bác mình yên tâm khoản đó nha, rồi ăn sáng ăn trưa ăn nhiều cô bác mình cũng yên tâm luôn. Ở đây có bên đội tình nguyện viên của anh Phương đã lo cho mình hết ăn cơm nước sáng trưa chiều hết, cô bác mình an tâm với phần đó. Cô bác mình chỉ làm sao mà cái tâm mình nó an để có sức khỏe để vô trong vòng trong mổ cho tốt là được. Nên cô bác mình ổn định cái phần đó, đừng có lo suy nghĩ gì hết, chờ đợi thì phải lâu mà mổ thì đến năm cô bác mình ổn định. Ngoài ra cô bác mình mổ xong mình đưa ra nhà điều trị chứ đừng chỉ tới đưa nó sẽ ảnh hưởng đến mắt mình, nó không tốt. Nhưng cô bác chỉ mổ một lần thôi nên ngoài ra không có mổ được lần thứ hai. Nên cô bác mình mổ gì vậy hết sức là giữ vệ sinh tinh kỹ, người ta cho kiến bảo hộ mình đeo 4/4 không bao giờ mở ra kể cả khi ngủ nữa. Mình tháng này có một trường hợp có một chú đó mới vô, chú nó hỏi chú sao mắt sao mà lấy cái khăn giấy vệ sinh nó băng vô mắt, hỏi chú sao nó về tôi ngủ tôi quên đeo kiến bảo hộ tôi đụng vô đúng bây giờ sáng nay tôi lên đây tôi khám lại bây giờ không thấy được. Đó nên cô bác mình hết sức là cẩn thận không đó. Về nhà cái thiết bảo hộ, nhà tài trợ người ta cho mình đeo 24/24 nhưng kể cả khi ngủ nhiều khi mình nằm ngủ nhưng mình đụng vô hoặc cứa tốt mình lỏng chụp vô có cái thiết bảo hộ tay bảo vệ lại không có ảnh hưởng tới mắt mình. Nên cô bác mình ráng cố gắng mình làm hết sức cái khâu có thể làm cho tốt rồi. Còn cái khâu mình về tháng làm sao được hành vệ sinh cho tốt, cũng mắt mình rất là tốt, tại con mắt của mình nó đem ánh sáng ngoài ra con cũng có chú bà cô bác mình á, má cô bác mình ráng làm sao á để người đó từng món qua rồi đó, tôi đeo ba tháng trời chưa chưa được bạn thứ hai ổn định thật sự, hôm nay cũng hơi đau nha, khoảng 180 cô bác mình ổn định để theo sự tâm tiếp của tình nguyện viên ở đây. Cô bác mình bỏ công ra đi có một ngày thôi, nhưng cô bác bỏ công ra mình đi có một ngày thôi nên ở đâu vậy anh Nô, cái gì cũng vậy á. Nhẫn là bây giờ là em đang tâm thử là cái gì của bác mình đang con mắt trong đó bị á, phải lo trị nên cô bác con mắt mình là có bệnh là lo trị, nếu mà không dạ 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 ảnh hưởng tới mình nó sẽ mù luôn, nó sẽ hư con mắt mình luôn. Nên cô bác mình bỏ thời gian ra đi có một ngày công thôi là chúng ta về sẽ thấy mắt. Nên cô bác mình rất là yên tâm và có đừng có nôn nóng mà chen lên hoặc tranh giành ở đây hết. Tất cả mình tới đây hòa quyện với nhau, tại vì mình thích chung một bầu không khí và quyện thương yêu sống hợp lẫn nhau để chia sẻ cùng nhau để ánh sáng cho nhau. Nên cô bác mình cũng hết sức mạnh mẽ, ông đừng có nóng mà là ảnh hưởng tới mình, mắt mình có bệnh không thành thần sẽ nếu mà không điều trị nó sẽ
mù luôn, tại vì nó qua phường cô qua phường nước, cái mù luôn nên cô bác nó hết sức. Tới đây là ai cũng được khám một mẫu hết, nên cô bác mình yên tâm phần đó giùm con nha, kể cả người nhà đi theo rồi mình cũng có ăn sáng trưa nhiều luôn. Nên hôm nay có cô Diệu Khánh đại diện đứng đây, cô Diệu Khánh có đôi lời chia sẻ với cô bác mình nha, rồi chúng ta nhìn phần sau.
Do hôm nay đông quá nên trên lầu 1 không chứa hết. Ở đây có khoảng 80 người ngồi chờ mổ mắt. Mọi người ngồi đợi dưới này, đợi ở trên bớt thì mọi người mới lên. Dạ, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2017. Một lần nữa chúng con tề tụ lại đây để thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Châu Đốc, An Giang, Kiên Giang và được tài trợ bởi Liên Hữu Niệm Phật Ottawa và các vị hảo tâm Montreal, Windsor, Canada. Đồng Tháp lỡ đầu đồng Tháp quyện gì đội với xe nét vô như tỉnh Đồng Tháp tiếp phải chết rồi đi đâu rồi đợt tới đi đấy đi thôi chứ đi phải đi quyện xã nào đồng Tháp phải đợi chờ 6 tháng nữa rồi lên lên xuống lên xuống anh cho mình vô kiểm cho em cái địa chỉ đi. Trời ơi, nãy giờ vô cái trăm người mà kiếm nó xưa rồi. Cái cũng có mỏ rồi, giờ cũng sao đó. Rồi, 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 Dạ, bác sĩ đang sàng lọc những bệnh nhân phường mổ. Thank you.
Đâu rồi hả? Từ 200 trăm thì hả chị? Tôi đừng đử thôi, chị không biết nữa. Chị mời hả? Mời đi được chị vô đi. Mời đi chào mấy. Cái là có giấy này và có giấy này nữa. Không. Có giấy này là ông xuống cầm đây. Chị dạ? Rồi xuống đó đi. Bây giờ rồi đi vô. Còn đây nè. Tiếng nữa.
cái gì hả? Không hút thuốc nha, không để thối để nước vô mắt nha. Dạ xong rồi. Đã mổ mắt xong và chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2017. Các bệnh nhân được mổ mắt ở bệnh viện Kiên Dương. Hôm nay những bệnh nhân đến trên 200 người. Dạ, tổng kết số mổ hôm nay sẽ là 120 người. Đây là giờ ăn trưa của các bệnh nhân đang đợi mổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm ngon nha. Dạ. Dạ. Xem la đáp ở đây mà nhà. Trời công nghệ mà. U4. Ở U4 mà. Kia là mấy vợ, này mấy chồng. À. Thank you.
Thank you.
Không có xe nào luôn. Nó ngồi dưới bên đó có xe nào đâu.